FM Boston, chúng tôi là Thúy Vi và Phương Chi xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Quốc hội tiểu bang yêu cầu 40 triệu Mỹ Kim để tu sửa lại hội phòng và dinh thống đốc. Tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị, Hạ viện và Thượng viện tiểu bang yêu cầu 40 triệu Mỹ Kim để tu sửa lại hội phòng. Chủ tịch Hạ viện tiểu bang ông Robert DeLeo cho biết trong số 40 triệu Mỹ Kim, 20 triệu sẽ dành lại cho việc tu sửa lại hội phòng Hạ viện, 9 triệu cho dinh thống đốc và số còn lại là Thượng viện. Ông DeLeo cho biết, việc nâng cấp hội phòng là việc cần thiết và nhiều sửa chữa cần phải thực hiện từ mái nhà cho đến sàn nhà. Quan trọng nhất là hệ thống dây điện và sàn nhà. Các vật liệu đang dần bị rơi rớt từ trần nhà. Trong tuần trước, Thống đốc Deval Patrick cho biết quốc hội có trách nhiệm duy trì và bảo quản vì đây là nơi chứa đựng nhiều di tích lịch sử. Đây cũng là nơi có hàng nghìn du khách đến tham quan hàng năm và nơi căn cứ của chính phủ. Thảm sát cả một gia đình tại Saco, tiểu bang Maine. Kính thưa quý vị, tuần vừa qua xảy ra một thảm sát bi thương nhất tại tiểu bang Maine. Một gia đình 5 người gồm 2 vợ chồng và 3 con nhỏ, tất cả đều chết vì đạn súng sau khi một căn phố 35 trên đường Water trong trấn Saco. Theo tường thuật là hàng xóm thì lúc 11:30 đêm thứ Bảy, họ nghe nhiều tiếng nổ, chát chúa như là pháo từ căn phố. Đến Chủ nhật thì mới có người tìm thấy xác ở trong tư gia ở chung cư Riverview. Thẩm quyền điều tra khởi xác nhận là Joel Smith, 33 tuổi, bắn chết vợ là Heather, 35 tuổi và 3 đứa con tên là Jason, Noel và Lily, tuổi từ 4 đến 12. Tất cả chết trong khoảnh khắc không hề có chống cự nào, có thể đang ngủ. Không có một chứng từ ghi lại. Tuy nhiên, thám tử Chris Harriman tiết lộ họ có những khó khăn tài chính. Mẹ Joel đang ở Arizona cho biết là con trai của bà có bệnh trầm cảm nhưng rất kín đáo. Không có muốn cho ai biết, gần đây, Joel buồn bực thêm vì vợ lại nghiện ngậm bạch phiến và thuốc giảm đau, Oxycontin. Hàng xóm không nhận điều gì khác. Thường trước đây, Joel là người tận tụy, săn sóc gia đình, làm nhiều công việc khác nhau. Trưa thứ Bảy đó, thì người ta có thấy gia đình quây quần vui vẻ trong bữa ăn ngoài trời. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại của đài. SBTN Boston xin trân trọng giới thiệu đại nhạc hội kỷ niệm 8 năm được tổ chức tại John Hancock Đại Hí Viện, khang trang, sang trọng và ấm cúng. Với sự tham gia hầu hết tất cả các ca sĩ của Trung tâm Asia, để theo lời yêu cầu của quý vị khán giả, chúng tôi sẽ trở lại với những dòng nhạc ngoại quốc lời Việt của một thời âm nhạc và những nhạc phẩm tình ca quê hương được nhiều người yêu thích cùng với những bước nhảy điêu luyện tuyệt vời của vũ sư Thùy Vân và Zuri đến từ California, Kim Loan và Viết Nghĩa tại Boston, phần hài kịch thật hào hứng với Trang Thanh Lan và Lê Quỳnh, cùng với trích đoạn tuồng cổ đặc sắc do hai nghệ sĩ Ngọc Quyền và Trúng Châu biểu diễn. Kính mời quý vị đến tham dự, đừng bỏ qua đêm đại nhạc hội vào ngày 27 tháng 9. Chương trình của chúng tôi bắt đầu 6:30. Đặc biệt, chúng tôi có chương trình hội ngộ chụp hình lưu niệm với ca sĩ miễn phí bắt đầu từ 5:00 chiều đến 8:00 tối do nhóm nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Washington DC đảm nhận. Vé có bán tại các địa điểm như sau: Mỹ Xuyên Gift Shop trong vùng Rochester, Bánh Mì Ba Lẹ trong vùng Rochester, Như Ngọc Video vùng Worcester, Sài Gòn Market vùng Randolph, Thanh Hair Salon vùng Rochester, Maxim Pharmacy vùng Rochester, Phương Thảo Video vùng Everett, Hương Xuân vùng Low. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phạm Kim Liên, số điện thoại 508-697-3753 hoặc ông Nguyễn Văn Hội 617-361-5762. Chương trình của chúng tôi được bảo trợ bởi 3 nhà tài trợ chính: Nailmark Supply trong vùng Rochester, Jupiter Nail Academy trong vùng Rochester, Phú Cường Market trong vùng Rochester, Maxim Pharmacy trong vùng Rochester, Vietnet Travel trong vùng Rochester, Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lẹ trong vùng Rochester, Vina Auto trong vùng Rochester, AC Farm Market trong vùng Rochester, Tiệm Vàng Hoàng Mỹ trong vùng Rochester, Phở Pasteur ở Boston, Nhà sĩ Đinh Thị Quế trong vùng Rochester, Phở Lê trong vùng Rochester, Metro South Insurance trong vùng Rochester, Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình trong vùng Rochester, Phở 88 trong vùng Low, Senior Whole Health vùng Cambridge, DirecTV Bắc Đài Việt Ngữ song song trong vùng Rochester, Clear Nail vùng Charlestown, Galaxy Pharmacy trong vùng Rochester, Chợ Mekong vùng Worcester, VMAC 1 tiểu bang Rhode Island, VMAC 2 vùng Low.
Mai Nguyên, em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền từ Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó anh em. Cha chị biết không, anh đi còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ồ, ở đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Cha, đây là dịch vụ mới đó em. Luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đơn nghe chị đi. Cha đi. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế. Vietnet Travel 1-800-380-6181, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, v.v. Vietnet Travel 1-800-380-6181. Ủa chị Thu Chi? Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị em. Hãy đến với Nail Mart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nail Mart 617-288-8999. Nail Mart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Lee Store & Bakery có bán các loại dược thảo, nước uống các loại. Chúng tôi nhận đặt bánh, thức ăn cho sinh nhật và các buổi họp mặt. Đặc biệt nộp tiền thẻ điện thoại cho nhiều công ty uy tín, đặc biệt chuyển tiền, gửi hàng và sửa Ensure về Việt Nam nhanh chóng và hợp pháp, an toàn và uy tín do hai công ty MoneyGram và US Beauty VT & Cargo. Giá cả phải chăng? Xin lưu ý tiền sẽ giao tận nhà cho người thân quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc Cô Chi, số điện thoại 617-822-0098. Senior Home Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí. Cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968.
Switch to DirecTV and find out how to say goodbye to messy cable wires and boxes. America's number one satellite television provider is the undisputed leader in sports with the most full-time HD channels anywhere. Get DirecTV today and receive a free Genie upgrade. One HD DVR powers your whole home. There's no equipment to buy and no startup costs. Package offers start at just $24.99. There's never been a better time to upgrade your television experience. Call your authorized DirecTV dealer today. Kính mời quý đồng hương đến chợ Sài Gòn Market trong vùng Randolph, sạch sẽ, khang trang, có bán đầy đủ thức ăn, rau quả, đồ khô, đồ hộp, trái cây tươi, đặc biệt quầy thịt, cá tươi, cua sống có nhân viên phục vụ tại chỗ. Gà đi bộ ở phố Tàu về mỗi ngày, tiếp đãi ân cần, ngon sẻ. Chủ nhân trân trọng kính mời. Xin cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của SBTN Boston. Kính thưa quý vị khán giả của SBTN, chúng tôi là Hà Văn Tài thuộc SBTN Boston. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Boston chúng tôi rất được hân hạnh đón tiếp một người đến studio của SBTN, đó là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đến từ Canada và đồng thời ông là Chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam. Xin thượng nghị sĩ gửi chào đến khán giả. Dạ, tôi xin kính chào anh Tài và tôi xin kính chào các khán giả của đài SBTN. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được gọi như là thảo luận với nhau một số đề tài mà quý vị chắc là rất là quan tâm. Thì kính thưa thượng nghị sĩ, vừa là thượng nghị sĩ của Canada, tức là đại diện cho một số người Việt rất đông bên Canada, đồng thời đây là chủ tịch của Liên minh Dân chủ. Thì như vậy đó, thượng nghị sĩ có sẵn một cái kế hoạch hoặc là một cái chương trình nào đó trong cái mà chúng ta muốn dân chủ hóa Việt Nam, thì tiến trình đó của Liên minh Dân chủ hay là của riêng thượng nghị sĩ như thế nào? Dạ thưa thì thượng tá, tôi thấy như thế này, bởi vì là sau khi cái sau mà cái vấn đề mà giàn khoan của Trung Cộng mà đưa qua Việt Nam rồi đó, thì là mình thấy rõ rằng là Cộng sản Việt Nam không có thể nào mà tồn tại được nữa, bởi vì là đảng Cộng sản Việt Nam không có thể nào mà đại diện cho nhân dân Việt Nam được nữa, Cộng sản Việt Nam không có thể nào mà đứng lên để mà bảo vệ đất nước nữa. Thành ra cái vấn đề đó thì cái vấn đề đó là rất là tai hại cho xứ sở của chúng ta và cho dân tộc của chúng ta. Tôi nhận thấy rằng do đó thì chúng ta nên hồi lúc nào đến bây giờ thì chúng ta luôn luôn có những cái phương thức đấu tranh để chúng ta vận động ngoại giao với các quốc gia trên thế giới. Tôi nghĩ rằng đến giờ phút này là chúng ta nên có một cái tiến trình để làm việc. Theo tôi nhận thấy thì Liên minh Chủ Việt Nam có một số ý kiến. Cái tiến trình của Liên minh Chủ Việt Nam muốn đưa ra là cái thứ nhất là sau khi mà mình thấy cái vấn đề giàn khoan rồi, là mình thấy là cái Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay thế, phải được thay thế, và cái chữ Đảng Cộng sản Việt Nam phải bỏ đi và phải dùng một cái chữ nào khác đó, một cái chính phủ Việt Nam gì đó hay là Việt Nam Cộng hòa cái gì đó mình không biết, nhưng mà cái chữ Cộng sản Việt Nam, cái Đảng Cộng sản Việt Nam phải bỏ, rồi cái chế độ Cộng sản Việt Nam cũng phải bỏ, bởi vì họ không thể nào đại diện cho nhân dân Việt Nam được nữa. Đó là cái hình cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, hiện nay Cộng sản Việt Nam nghĩa là không có tôn trọng cái vấn đề nhân quyền, chẳng hạn như là cái hiến chương Liên Hợp Quốc họ không tôn trọng, dù rằng họ là trong một những thành viên. Thành ra cái thứ nhất là họ phải tôn trọng cái đó trước, rồi cái thứ hai phải cái chế độ phải bỏ. Cái thứ ba đó là điều kiện tiên quyết là cái Đảng Cộng sản Việt Nam phải hòa giải dân tộc trong nước trước để đi tới cái hòa hợp dân tộc. Khi mà hòa giải dân tộc, tất nhiên là bây giờ buộc họ phải, tức là Cộng sản Việt Nam phải thả tất cả những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và tự do tôn giáo vân vân. Từ như vậy rồi đó thì tất cả những cái đồng bào trong nước, các tổ chức trong nước mới có thể hòa hợp lại được, mới cộng tác với nhau được để có một cái sự hòa hợp dân tộc, để cho có cái sức mạnh để mà chúng ta chống đối lại cái xâm lăng của Trung Cộng. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề tiên quyết. Sau khi tiên quyết cái vấn đề đó rồi đó thì Cộng sản Việt Nam cái vấn đề thứ ba đó là như tôi nói nãy bây giờ là cái hòa giải hòa hợp dân tộc. Cái thứ hai đó là phải giải thể, là không cái chữ nó phải bỏ. Cái thứ ba họ phải tôn trọng cái vấn đề lý trình hiến chương Liên Hợp Quốc trong vấn đề nhân quyền. Cái thứ tư đó tôi nghĩ rằng một cái quốc gia tự do, quân đội phải không có thể nào mà phải phục vụ cho đảng, nó phải phi đảng quá. Trong nghĩa là
trong cái quốc gia của chúng ta mình có ba cái hệ thống như là mình kêu như là hành quốc lập lập pháp, tư pháp và hành pháp, nó phải liên tiếp với nhau và đồng thời nó không có chịu sự ảnh hưởng gì với nhau hết, và đồng thời công an cũng phải đặc biệt riêng nữa. Chứ công an, quân đội, công an mà làm việc cho cộng sản rồi làm việc với một chế độ nào đó thì nó còn là họ không còn cái độc lập để mà họ để bảo vệ đất nước nữa. Thực ra phải phi đảng hóa quân đội, phi đảng hóa công an cảnh sát. Rồi cái thứ năm đó là tất cả mọi người dân trong nước đều được bình đẳng và phải tuân luật lệ, kể cả các cao cấp quốc gia, cao cấp kể cả thủ tướng, kể cả tổng bộ trưởng, họ làm sai họ phải bị bắt và đưa ra tòa xét xử và phải ở tù nếu có. Đó. Rồi cái thứ sáu đó, thì tôi nghĩ là cái thứ sáu bây giờ mình phải tổ chức một cái cuộc tổng tuyển cử để lập một cái quốc hội lập hiến để mà làm cái hiến pháp. Mà tổ chức tổng tuyển cử đó thì tôi nghĩ phải có dưới sự giám sát quốc tế nữa chứ. Sau khi mà cái chính phủ lâm thời đó và có cái quốc hội lâm thời để mà soạn thảo một cái hiến pháp đó rồi, sau khi đó rồi thì tôi thấy rằng ra tới lúc một cái tổng tuyển cử để bầu ra một hội lập hiến đàng hoàng và một chính phủ đàng hoàng đại diện cho dân chúng đàng hoàng, và luôn luôn phải có dưới sự giám sát quốc tế. Bởi vì chúng ta thấy cái bên Ukraine, Canada đã gửi 500 người đi qua để tham dự cái cuộc bầu cử tổng thống kia rồi. Tại đó tôi thấy rằng nếu mà mình làm được thì tất cả những cái vấn đề đó phải có sự giám sát quốc tế để cho cái sự gian lận mà cộng sản Việt Nam thì chúng ta đã biết rồi, nó làm đủ mọi cách để mà nó tồn tại. Tại đó theo tôi nghĩ đó là cái 8 bước mà tôi thấy rằng nó có thể khả nghi, khả thi để mà thay đổi một cái chế độ cho nhân dân Việt Nam mình có được một cái chế độ được mình gọi là dân chủ, được tự do dân chủ. Cái đó là mình nói theo cái phương diện là lý thuyết về tiến trình. Dạ vâng. Bây giờ như thực thi thực tế đó. Dạ. Thì Liên minh dân chủ có kế hoạch nào đó để mà chúng ta tiến hành từng bước được không? Dạ, cái từng bước đó thì tôi thấy rằng bây giờ cái bước thứ nhất tôi muốn là cái thứ nhất đó là phải hòa giải dân tộc trước. Tất nhiên là bây giờ cộng sản Việt Nam phải thả tất cả những tù nhân. Không, cái đó là mình kêu gọi nó, gọi nó phải bỏ. Bây giờ chúng nó không bỏ, chắc chắn là nó sẽ không bỏ. Thật ra cái vấn đề đó bây giờ mình như thế này, bởi vì cái đó một cái tiến trình mà mình đưa ra mình phải làm. Thì cái cộng đồng của chúng ta, ngoại chúng ta đã làm cái gì? Chúng ta đã áp lực quốc tế, áp lực về ngoại giao để họ thả cho nó ra. Mà khi mà cộng sản mà thấy rằng họ không có thể tồn tại được nữa, mà muốn có cái sự yểm trợ của quốc tế và của các quốc gia Tây Phương, thì tôi nghĩ rằng cái giai đoạn một là hòa giải và hòa hợp dân tộc để mà thống nhất dân tộc trong nước, thì cái đó là một điều kiện tiên quyết mà cộng sản phải làm, mà tôi nghĩ là nó sẽ làm, mà bộ nó phải làm nếu mà nó muốn sống. Thì cái đó là cái áp lực mà chúng ta ở hải ngoại phải làm, mà chúng ta đang làm và chúng ta đã thành công được một số chuyện. Tại tôi hy vọng rằng đó là một cái bước tiến mà chúng ta có thể làm được, mà chúng ta có thể chấp nhận mà thúc đẩy cho cộng sản Việt Nam phải thay đổi cái đó. Chúng ta nên đặt vấn đề cho nó rõ ràng trước. Tức là theo như thượng nghị sĩ đã nói trước đây, bây giờ đó mình phải kêu gọi Việt Cộng á, nó phải hòa giải với dân chúng trong nước. Trong nước, đúng rồi. Chứ còn chúng ta ở ngoài ngoại không có cái gì để hòa hợp chúng nó cả. Tôi rất đồng ý rằng bởi vì chúng ta hải ngoại nó có cái gì đâu phải hòa giải với chúng ta. Tôi không có cái gì phải hòa giải với cộng sản Việt Nam hết trơn rồi. Liên minh dân chủ Việt Nam không có cần hòa giải. Mà cộng sản Việt Nam phải hòa giải với trong nước trước đây. Họ bắt bớ tù đày những họ phải thả những người đó trong nước, những người nhân dân trong nước. Rồi hòa hợp với nhân dân ở trong nước, nó có chứ mình ở ngoài này hòa hợp cái gì tôi không hòa hợp. Thật ra đối với cộng đồng Việt Nam ở ngoài, chúng tôi không có nghĩ rằng chúng tôi không có nhu cầu. Mình không có nhu cầu hòa giải với cộng sản Việt Nam, mình không có nhu cầu hòa hợp với cộng sản Việt Nam. Mà hòa hợp và hòa giải đó là phải hòa giải với hòa hợp với dân tộc ở trong nước. Mà cộng sản phải làm cái đó chứ không phải. Đó, từ đó là cái điều kiện tiêu bức mà chúng ta làm được. Với sự áp lực quốc tế mà chúng ta đang làm, chúng ta đã làm một chỗ em, chúng ta đã thành công. Họ đã thả ra một số người bị bắt này, cái loại khác chúng ta đã được đó. Bây giờ mới đây chúng ta thấy một cái hội xã hội nhân sự của anh Phạm Chí Dũng mới thành lập. Đó là cũng một cái bước tiến mà chúng ta thấy. Thực ra bây giờ trong cái hiến chương Liên Hợp Quốc về nhân quyền, trong đó có cái tự do lập hiệp hội, tự do thành lập tất cả. Mà bây giờ
một trong những cái điều kiện mà cái hiệp hội mà xã hội dân sự quân phẩm dung vừa lập ra thì tôi thấy đó là một trong những nằm trong những cái bước tiến mà chúng ta có thể làm được ở ngoài này. Tức là những cái bước tiến mà mình làm đó thì cộng đồng Việt Nam hải ngoại ngoài này chúng ta phải cố gắng mà hợp tác và làm chung với nhau để mà đi đưa đến cái vấn đề đó. Khi mà họ thấy rằng họ không còn cái sự yểm trợ của cộng đồng Việt Nam hải ngoại mà cũng không còn sự yểm trợ của nhân dân ở trong nước nữa thì là họ không thể là tồn tại được. Vấn đề mà thực tiễn nhất là vấn đề giàn khoan họ đã làm gì, không có làm cái gì hết, thấy không? Người ta được thấy bây giờ nhân dân Việt Nam ở trong nước đều thấy rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam không có phải là một cái đảng hoặc là một cái chính phủ mà để bảo vệ đất nước, mà một cái đảng hoặc là một cái chính phủ chỉ lo cho cá nhân của mình, lo tham nhũng để có tiền có bạc rồi để sung sướng, chứ còn nhân dân Việt Nam thì nghĩa là họ không cần. Từ đó một cái chế độ như thế mà chính cái chế độ đó đã xảy ra những cái sự tệ bại xã hội về văn hóa, về tất cả mọi chuyện thì họ tôi nghĩ là họ vi phạm tất cả những cái sự căn bản mà tôi một người dân chúng ta phải có. Thật ra tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tồn tại được nữa, mà họ phải chấp nhận thay đổi, mà với sự áp lực của chúng ta họ sẽ thay đổi. Rồi một số dư luận thì cho rằng đó là sắp tới đây, đó là dư luận nhé, dạ, vâng. Có thể là cho vì cộng cũng đưa ra, có thể là cho một số người bên ngoài họ nghĩ rằng như vậy thì sẽ có sự chiến tranh giữa Trung Cộng và Việt Cộng, thì theo dạ. Thượng nghị sĩ chuyện nó có hay không? Tôi nghĩ rằng Trung Cộng với Việt Nam đưa quân qua mình để đánh nhau mà có một chiến tranh giữa đôi bên mà như chúng ta đã thấy là năm 79 mà Việt Cộng Trung Cộng qua xong đánh Trung Cộng thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó nó sẽ không còn nữa. Yeah. Đó. Bởi vì là cái Trung Cộng tôi nghĩ rằng không dạy gì mà họ bành trướng theo cái kiểu võ lực đó. Họ đủ cách để bành trướng cái mộng bá chủ của họ rồi, bằng cách họ đã đưa dân vô trong nước Việt Nam của mình rồi, thấy không? Họ đã tất cả những cái tài nguyên của mình cũng như là đã thuộc về họ hết rồi, đại khái như vậy. Tại sao vấn đề kinh tế họ đã áp lực mình rất là mạnh. Với lại cái nữa, họ có một cái số dư luận cho rằng sau cái hội nghị Thành Đô đó, yeah, thì Việt Cộng đã bán nước Việt Nam cho Trung Cộng rồi, thì cái trường vị trí nghĩ như nào vấn đề đó? Vâng, thì bây giờ thì mình nói cái đó ra thì không có cái gì mà chứng minh rõ ràng đúng là anh bán nước anh, mình bởi vì Trung Cộng Việt Cộng nó tôi đâu có bán nước, yeah, anh thấy không? Rồi Trung Cộng thì nói anh đã bán cho tôi rồi, bởi hai bên cái đồng, nhưng cái bằng chứng mình không thể là mình coi nó là cho nó đúng. Bây giờ mình cho nó là đã bán đi. Nếu mà nó bán như vậy rồi đó thì ra Trung cái như vậy là Cộng sản Việt Nam còn tệ hại hơn nữa, yeah. Đó, thật ra như vậy đúng, đó là một cái lý do mà họ không thể nào còn tồn tại được nữa, yeah. Mà nhân dân phải thấy, thành ra cái vấn đề đó tôi nghĩ rằng là số muộn số chiều gì Cộng sản Việt Nam phải thay đổi, mà phải họ muốn tồn tại họ cũng phải thay đổi bằng cách họ phải làm theo cái tiến trình mà tôi nghĩ là mình đưa ra để họ theo đó, mình tưởng tượng đưa ra để mà họ có thể tồn tại được. Thì dĩ nhiên cộng đồng Việt Nam ở ngoài có một vai trò rất là lớn. Vai trò của cộng đồng Việt Nam ở ngoài của chúng ta mà này là chúng ta phải đoàn kết thành một khối. Cộng sản Việt Nam nó sợ cái gì? Nó sợ cái sức mạnh của cộng đồng. Mà cái Cộng sản Việt Nam thì họ ra len lỏi ra ngoài, họ làm như thế nào để họ phá cộng đồng cho chúng ta chia rẽ. Chúng ta từng nói, Tổng thống Thiệu có nói, mình nói đừng nghe những gì Cộng sản nói, là thay coi những gì Cộng sản làm. Nhưng mà cộng đồng chúng ta ở ngoài, đại khái chưa nghe, mình nói đừng nghe, mà đã nghe Cộng sản, mình vừa nghe Cộng sản là chụp anh, là chụp tôi, hoặc là chụp người này người kia. Chưa chi Cộng sản nói là một tiếng thì là mình đã nghe rồi. Mà cái câu của ông Tổng thống Thiệu nói là đừng nghe mà mình nghe, cái đó là một cái mà mình phải xét lại. Thì tôi nghĩ rằng mình không nên làm, mình không viết, mình không nói những điều gì mà có lợi cho Cộng sản Việt Nam. Tôi với anh là bạn, có thể là bây giờ là đầu thay A với đầu thay B không chung một chí hướng làm việc, đúng, nhưng mà như vậy chúng ta là bạn đồng hành, chúng ta cộng đồng chí, chúng ta đồng hành. Bộ mục tiêu của anh cũng là giải thoát dân tộc Việt Nam, được đào thải Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn thể tôi thì cũng làm giống nhau,
Thật ra, nhưng mà cái cách anh làm là khác đó, tôi làm nó khác. Nhưng mà như vậy thì chúng ta là đồng hành. Thành ra không có cái gì mà chúng ta phải chi tiết với nhau. Thành ra cái vấn đề đó tôi thấy rằng cái mà nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái vai trò của Cộng sản Việt Nam mà lũng đoạn cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại này thì họ sẽ thất bại. Mà khi họ thất bại rồi, cái cộng đồng của chúng ta nó mạnh một khối. Thì khi chúng ta có một khối rồi, vận động với các quốc gia trên thế giới rất là dễ dàng. Bởi chúng ta đồng một tiếng nói. Đó, thật ra tôi nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam hải ngoại đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề ngoại lận. Thì cái đề tài nó cũng rất là lớn, nó cũng dài dọc lắm, nhưng mà đại khái như là thượng nghị sĩ vừa nói là chúng ta có một cái tiến trình 8 bước như vậy. Cái người hải ngoại chúng ta cần phải đoàn kết lại để làm một cái sức mạnh yểm trợ cho đồng bào trong nước, để chúng ta sẽ nổi dậy để dập tan cái chế độ cộng sản cũng như là để cứu nước. Tại vì còn cộng sản đó chúng ta không thể nào cứu nước được hết. Tại nói rất là đúng. Mà thứ nhất là thứ hai nữa là cộng đồng Việt Nam hải ngoại chúng ta ngoài này là chỉ có cái vai trò yểm trợ mà thôi. Mà chúng ta yểm trợ không mạnh, không đúng lúc, không đủ sức mạnh để yểm trợ là chúng ta thất bại trong cái vấn đề công việc của chúng ta. Đó. Thành ra đó là một cái nhiệm vụ mà tôi thấy là rất là quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Thưa kính thưa quý vị khán giả, thì chương trình cũng còn dài lắm, nhưng mà anh em chúng tôi chỉ đến đây xin cô thảo luận vừa những cái cảm ơn quý vị đã để theo dõi. Xin kính chào quý vị. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của đài. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như các chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Phương Chi và Thúy Huy xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý khán giả trong những chương trình SBTN Boston kỳ tới. Quý vị đang cần sở hữu một căn nhà trong tình trạng kinh tế đang suy thoái? Đừng lo, hãy đến với chúng tôi Mortgage One Solution, tọa lạc trên số 2 Henriette, thành phố Quincy, là hệ thống mortgage lớn nhất Boston do người Việt làm chủ, giúp quý vị mượn tiền dễ dàng khi cần mua nhà. Chúng tôi lo tất cả các thủ tục, giấy tờ, hợp pháp, uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng, giúp quý vị sở hữu một căn nhà theo ý muốn trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi không cần điểm tín dụng, đến với chúng tôi để sở hữu một căn nhà theo ý muốn với số tiền mortgage thấp nhất hàng tháng. Đừng chần chờ, mọi chi tiết tham khảo xin liên lạc số 2 Harriet, thành phố Quincy. Hân hạnh được phục vụ quý đồng hương trong vùng. Hai ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 Lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, Ba Lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng, đến với Ba Lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẻ, số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Hệ thống chợ Mekong tọa lạc tại số 747 Main Street, thành phố Worcester, và chợ Vi Mạc tọa lạc tại 176 Narragansett Avenue, Providence, Rhode Island. Chúng tôi là hệ thống chợ chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng thực phẩm Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ các loại mặt hàng thực phẩm đa dạng như Lào, Thái, Việt, v.v. Chợ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống, tôm cua, các loại cá sống và các loại trái cây, rau quả tươi được nhập mới hàng ngày. Ngoài ra, chợ còn có thêm tất cả các loại thịt bò, heo. Chúng tôi còn có thêm các loại gạo thơm, gạo nếp và đầy đủ các dụng cụ gia đình với giá cả phải chăng. Đến với hệ thống chợ Mekong và Vimart để có một bữa ăn ngon hàng ngày cho gia đình với các thực phẩm tươi hàng ngày, để bảo đảm sức khỏe cho gia đình và người thân. Mọi chi tiết xin liên lạc chợ Mekong qua số 508-304-1437 hoặc Vimart số 401-490-0612.